Bạn thân mến, mẹ Teresa thành Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1979, đã kể lại câu chuyện sau đây. Ngày nọ có một thiếu phụ và 8 đứa con dại đến gõ cửa xin gạo. Từ nhiều ngày qua, bà và các con của bà không có được một hạt cơm trong bao tử. Mẹ Teresa đã trao cho bà một túi gạo. Người đàn bà nhận gạo, cảm ơn và chia ra làm hai phần. Ngạc nhiên về cử chỉ ấy, mẹ Teresa hỏi bà tại sao lại phân làm hai. Người đàn bà nghèo khổ ấy trả lời: "Tôi dành lại một phần cho gia đình người Hồi giáo bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì để ăn." Mẹ Teresa kết luận như sau: "Thế giới này sẽ hết nghèo đói nếu người ta biết chia sẻ cho nhau. Càng giàu có, chúng ta càng muốn tích lũy thêm